cầu đây xong rồi sang cái xe biển 50 kìa. À, Quảng Ngãi Quảng Nghĩa kìa. À, thấy không? Hàng đất nha. Có mỗi con này là nghiêng nghiêng bờ hồ này. Về không chết được cây. Bọn này bây giờ là giá lên rồi đấy. Tại vì là biên thế là tất cả mọi người không về được hàng ấy. Xong rồi công an kinh tế mấy các thứ nó làm luật. Thế là bây giờ tiền cước mấy các thứ là luật lá là lại lên. Trông cũng nghiêng nghiêng nhưng cảm giác cái này thì nói chung là theo mình thì nó cũng không đẹp lắm. Nhưng bên kia kiểu nó trồng cả một đấy ấy. Nó trồng cả một rừng ấy để nó làm thu quả ấy. Cho nên nó không phải là cái hàng mà đấy, gọi là hàng công trình thôi. Chứ còn nếu mà anh em mà về thì theo kiểu hàng bonsai với các thứ thì nó cũng không. Không phải là bonsai mà kiểu cái hàng thế ấy. Mà thực ra thì cái từ bonsai với cả các thứ là cây thế thực ra là nếu mà dịch từ từ nguyên nghĩa nó là chỉ là cái cây cối ở trên chậu thôi. Tức là các cái hàng cây ở trên chậu người ta gọi là hàng bonsai. Úi dồi ôi, mệt lắm. Làm phát là một cốc nước mía. Lửa chai nước dừa. Dừa của các ông ở trong kia toàn mấy nghìn một đấy này, ra ngoài này là 20.000, nhưng mà quả này là quả lạnh. Ngồi trên ống cống. Đây, giữa thủ đô rồi nhưng mà vẫn có cảnh bỏ hoang đất này, phí không? Giữa thủ đô. Dân mình cái sáng nay xem cái bản tin của thông tin cái gì cũng bên chính phủ ấy. Cái khu gì Hà Lam ấy vẫn bỏ ruộng không. Phí nhỉ, các cấp quản lý nhà nước mà thấy bỏ không như này là lãng phí tài nguyên thiên nhiên quốc gia đấy. Cầu để sang cái xe kìa. Tôi ra tôi cho mọi người xem nhé. Nền đất này bạn ấy thấy mình đi trên đất này bạn ấy sợ. Sao anh lại đi trên đất, nhà không có điều kiện à? Hỏi xin số thằng em Ninh. Chẳng lẽ lúc đấy là kênh tiền của thằng em Ninh. Gọi điện cho nó trước là xe về Thường Tín thì hết bao nhiêu tiền cước, xong rồi báo ông ẻm kia tăng giá cước lên. Ông ẻm kiểu chắc là ít ấy à, ít xe ai. Mấy cả đôi khi là kiểu bạn một tháng bạn gọi xe một lần ấy. Cho nên không có tiếng nói. Thế là em ấy bảo là em gọi xe từ lấy rồi nó không trả lời. Thế thì để anh cho mày số thằng em Linh. Kiếm ăn dễ lắm. Bây giờ nếu mà ấy thì kiếm ăn nhiều kiểu kiếm ăn lắm. Ngày xưa có thằng cu em mà nó chuyên chạy xe cho mình mà. Nó mất lòng cái Thủy là tại vì là cái Thủy nó bảo nhờ mua sơ dừa hay mua gì để về cho cây nên ấy à. Mà nó báo kênh cả tiền sơ dừa. Thế là con cái Thủy nó biết. Nó hỏi vào thế hóa đơn đâu, đi đường rơi mất rồi. Mới cả vứt đi rồi. Thế là từ đấy là mất lòng đấy. Con cái Thủy nó bảo là sao giờ này tương tác ở trên trang nó kém thế. Xưa toàn bốn mấy lượt xem thế nọ thế kia. Bốn người mấy, năm mươi mấy người xem, năm mươi mấy người xem cùng một lúc. Sao bây giờ ít thế? Ở cái này quan trọng gì đâu. New video xong rồi tí đăng các cái nền tảng khác thôi chứ còn không quan trọng cái này lắm. Kiếm ăn chính này. Mấy tháng gần đây là kiếm ăn chính từ bọn này này. Vừa to vừa rẻ. Vừa quả chín quả đỏ các kiểu. Nên chậu như bọn này là nó lại mấy chục triệu. Năm sáu chục triệu. Nhưng mà phải nuôi được tám mới có thứ ấy. Nó được quả như cái hàng đẹp. Hàng kia thì nói chung là nó không thể. Nó không thể là thể to được như này. Gốc nó không thể to được như này. Kinh ông nào ông ấy. Ông ấy bán được cây hoa giấy cẩn thận không? Chưa bao giờ mình bán cây hoa giấy mà cẩn thận như thế này này.
quá cẩn thận luôn. Đôi khi cái việc mà các bạn quá cẩn thận ấy thì là các bạn bán lẻ. Người ta làm như này là quá chuyên nghiệp. Như ông Thắng mà làm được cây hoa giấy như này nhỉ. Bán được cây hoa giấy xong rồi này. Thân thiếc quấn này. Ông Thắng học theo mô hình này. Vừa thấy ông Man Thắng ông đang xem đây này, ông đã thấy người ta bán mẹ ở trong trong chả biết là cái mẹ gì. Này. Đã bọc quá cẩn thận luôn. Gốc to nhỉ? Gốc quả này phải gần 40 phân. Quả này gốc như thế này là trên 30 phân đấy. Quả này vanh trên 90. À, buộc này. Nhưng mà tôi chả thấy tác dụng mẹ gì cái quấn quấn này. Quấn thế này để cho khi vận chuyển là nó đỡ sức thân này này. Nó hoa giấy thì số còn sộp. Trong được cái đéo. Trông trông cái cảnh kia thế kia thôi nhưng mà về nó vẫn đâm mầm này. Chẳng qua cái hàng nó mới về à, giữa thời tiết nắng nóng như này không chết cả tay rồi. Bọn này chứng tỏ bọn này rất khỏe. Chứng bọn này, chính bọn nịu này rất khỏe nhé. Bầu bên kia làm chắc nha. Đây là những cái cành này là tưởng chết này nhưng không chết đâu mà. Đây là nó vẫn còn xanh nẻ này. Giữa cái thời tiết nắng nóng ở miền Bắc như này. Bên kia nó làm cái kiểu là cả một cái huyện của nó ấy, cái huyện Mông Tự ấy. Cả một cái huyện Mông Tự của nó trồng lựu thế mà bà con mình bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm mà bao nhiêu người học hỏi rồi các thứ linh tinh ở bên ý hoặc xuất khẩu lao động cái các thứ này mà không mang được đồng sống nịu về. Mình mà sinh vào cái thời ngày xưa thì khéo ông Việt Nam mình ở cái vùng Thọ Bình Tân Dân Khoái Châu là mẹ cả nhà nhà trồng nịu, đến bây giờ là nhà nhà trồng nịu. Kiểu ấy ấy, kiểu nông dân mình ngày xưa vẫn kiểu quen cái kiểu là viết thư tay với cả buộc chỉ vào chim bồ câu để buộc thư vào chim bồ câu để gửi ấy. Mẹ nóng thật. Ở đây để trứng ở đây là chín đấy. Chứ còn ví dụ như là bên ý như những cây cây này này, người ta trồng làm quả thu hoạch quả bao năm rồi. Thế là mình và bà con mình làm nịu ấy vẫn là cái nịu ăn vừa chua vừa chát đi.
cẩu bây giờ cẩu quay đầu ra đây để cẩu cây. Nhưng chính ra ví dụ như cái loại này mọi kiểu người kiểu đang mới này, mới cho nên là nói chung là ban đầu mình không tin, là ví dụ như nhiều ông kể cả nhà vườn người ta không tin làm sao được những cái cây to như này mà giá bán lẻ 15 triệu. Các bạn trồng được một cái cây nịu này nó gắn bó với bao nhiêu tuổi thơ thì các bạn sẽ không bán được. Được cái ở bên kia thì kiểu mình đã ở cái vùng chuyên như chuyên nhãn với cả chuyên bưởi, xong rồi bán những cây mẹ gốc nó toàn to như này với giá 200.000 xếp xe ấy, thì mình hiểu được. Nhưng còn với những cái dòng nịu nịu ta đi chăng nữa, có những cây như này các bạn kể cả mua ở trên mạng hay mua thế nào mà các bạn mua được 15 triệu là cũng hiếm đấy. Chứ đừng nói là cái giống này, là nói chung là cái giống quả đỏ. Còn bên ý thì ví dụ như xin được thì các bạn sang đấy xin xong rồi về đây tôi bán, ví dụ như là bán 15 triệu thì các bạn bán 10 triệu hay 12 triệu thì các bạn kiếm. Chứ thường là các bạn không biết thì các bạn bảo bên ý nó xin được, tôi cũng muốn sang đấy xin lắm, xin xong rồi về đây xong rồi bán để cạnh tranh trực tiếp với tôi của hiện tại lắm. Nhưng mà thường là các bạn ấy hỏi thế đây hay thế này. Còn thực ra với những người người ta muốn kiểu có cái nhà ấy, người ta có một cái cây nịu mà quả đỏ xong rồi ăn nó ngọt ấy, thì mình phục vụ người ta thế nào mình đã đóng góp rồi, chứ còn lên mạng tranh cãi những cái ý xong rồi nhiều ông kiểu nếu mà biết chính xác ăn nói, chứ còn không biết chính xác thì nó khó. Tôi thì tôi nói thật ra là tôi cũng ban đầu cũng nghi ngờ những cái ý quả nó ăn về nó không ngọt đâu, nhưng mình ăn thử rồi mình biết. Xong rồi con thằng Dũng nó bắt đầu nó phê phán, nó bảo là mẹ thằng địt mẹ thằng Ba Phải. Cái hôm buổi hôm ấy là nó chửi mình đầu tiên. Không, thì đéo nào tối hôm ấy mà phát là con Thủy nó bảo là anh Dũng bảo sắp nhập nịu rồi. Đây, nó cứ chửi mình hôm trước hôm sau lại làm y hệt. Thấy bán được mà phát là nó lại làm y hệt. Còn bản thân chúng ta mà kiểu xuất phát từ cái sự kiểu đố kỵ ấy, nó là cái tam độc. Nhưng mà ban đầu có thể là mọi người đặt những cái nghi vấn thì là mình sẽ giải quyết được. Chứ còn những cái mà nghi vấn nó không đáng kể, hoặc là những cái mà nó kiểu nó kiểu như kiểu nó phản biện ấy, phản biện nhưng mà kiểu theo kiểu là sạch trơn ấy. Ngày xưa mình cái đợt mà đợt các quay các cái cây này này, mẹ cái thằng đéo gì trung gỗ hay cái đéo gì nhôm e nhôm miếc gì ngày xưa ấy, không phải thằng trung gỗ, chiến nhôm, bây giờ nó nick TikTok của nó chiến nhôm, nắm người theo dõi, nó hơn 70.000 người theo dõi cơ. Nó bảo là tôi mới bảo là các cái loại này nó quả nó vừa đẹp, quả nó vừa rẻ. Đấy là đại ý như thế. Tại vì cái hàng Tết thì tôi vẫn bảo là quất đào bưởi với mai với các thứ ấy, nó là mặt hàng Tết truyền thống. Thì tại sao hoa mộc nan với cả các loại hoa này nó cũng đẹp thì mọi người có thêm sự lựa chọn. Thế là nó lên video ở trên TikTok của nó nói luôn. Tại sao mà bác sang nhà hàng xóm, tức là nó nói với mình ấy, ở trên video ấy. Bác giả sử như cái ông hàng xóm ông đẹp trai hơn bố bác, tại sao bác không sang đấy mà thờ? Thế là mình mới bảo là mẹ phản biện theo kiểu vô văn hóa, lôi bố mẹ ra là không được. Xong mình mới bảo là đây là, xong rồi đến lại đến Tết chứ. Tết nó thấy các cái cảnh mà bà con buôn quất mới cả buôn đào chặt cây ấy. Nó bảo trên đời này có bao nhiêu hoàn cảnh khổ, sao không mang cho người ta mới thế nọ thế kia. Thế mình mới bảo là vừa mấy cái video trước xong rồi mình nói về cái vấn đề là các cái cây hàng nhập như này này giá rẻ hơn mà đẹp hơn mấy thế nọ ấy kia. Cái vấn đề làm sao mà thay đổi được cái thói quen người dùng. Thế nó lưng tầm quất đào Tết Mai với các thứ là văn hóa truyền thống của dân tộc. Xong nó lôi cả ông già mình để so sánh với ông hàng xóm, mà ông hàng xóm sao không đẹp trai hơn bác không sang đấy mà thờ. Đấy là những cái mà phản biện theo cái kiểu mà nếu mà các bạn mà kiểu không có cái nhìn nó không có cái tính phản biện này, các bạn không có tư duy nó nói như thế các bạn cứng họng ngay. Nhưng mà mình cũng không dám là thiên vị một cái nào, nhưng mà rõ ràng là thay đổi cái thói quen người dùng. Còn mua cái gì, mua bất cứ một cái gì là các bạn phải đánh giá về cái mức độ là cái tính năng sử dụng của nó. Chứ có thể là các bạn cái kiểu như cái thói quen người dùng của mình vẫn là quất đào bưởi Tết mấy cái thứ linh tinh ấy, nhưng các bạn có đúng là các bạn mua chỉ phục vụ có mười mấy ngày Tết không? Đấy là đầu tiên là cái công năng sử dụng, cái công dụng của cái việc các bạn bỏ cái số tiền ấy ra. Còn sau đấy thì cái lúc mà nó bảo là bao nhiêu còn bao nhiêu hoàn cảnh khổ, sao không Tết không cho người ta mới thế nọ thế kia, bảo mày cứ đi buôn quất Tết đi xem 1-2 năm đi, xong rồi mày xem mày cho được ai. Mẹ đấy, bản thân mình không cho được ai nhưng toàn khuyên người khác phải cho nhá. Đấy,
Người Việt Nam mình hay có kiểu ý này. Nhưng mà bọn Tây thì theo như tôi ấy thì là người ta cái Tây, cái người nước ngoài ấy, cái người phương Tây ấy, cái thói quen, cái tập tập cái tức là cái bản bản thân con người người ta khác. Người ta không không theo cái kiểu là sao không ca sĩ mới diễn viên mấy các thứ, sao nhiều tiền thế mua cái túi 300 triệu sao không dùng từ tiền để làm đi làm từ thiện đi cái thế nọ thế kia ấy. Mẹ tiền của ca sĩ diễn viên thì tiền của nó thích làm gì thì làm. Hãy cố gắng là mày kiếm tiền bằng như ca sĩ diễn viên đi, xem mày có đi từ thiện không đã. Nhưng mà bản thân mình đéo có tiền nha, nhưng là lúc nào cũng sao không dùng tiền đấy là đi từ thiện, tức là toàn bảo người khác đi làm từ thiện đi, đừng mua sắm thế nọ thế kia nữa. Bản thân nó mà kiếm được cái số tiền như thế hoặc thế nọ kia thì nó cũng mua sắm như thế luôn, nó cũng mua túi luôn. Xong rồi cái bọn kém hiểu biết không tiếp theo ấy, thu nhập thấp ấy, lại bảo là tại sao mày không tự nhiên mua con mèo 300 triệu mà chả có tí lông nào. Sao không dùng tiền đấy là đi làm từ thiện, bao nhiêu hoàn cảnh khổ. Không phải dĩ nhiên, không phải mà tự nhiên mà bà con buôn bán hàng Tết mà bà con chặt đào, chặt quất, chặt kiếp đi đâu. Mẹ người ta cũng khổ lắm người ta mới phải chặt đấy, chứ không phải là bất đắc dĩ đấy. Còn những bọn khác mà nó chặt xong nó quay video thì thực ra là nó bỏ băng đi ở cây nịu ở bên kia, mình cứ sau bên này mình chờ. Cho nên nhiều thứ nếu mà các bạn không đọc nhiều, không kiểu không quan sát nhiều cuộc sống này xong đúc kết ra thì mẹ thằng kia nó nói kiểu gì bạn cũng tin, mà nó bạn cũng cho là đúng. Xong thằng này nó nói ngược lại bạn vẫn cho là đúng. Thế điển hình của ba cái câu nói của ba thằng Sắc ấy. Thằng Sắc thứ nhất nó bảo là khi làm thì phải nghĩ đến thất bại. Thằng Sắc thứ hai nó bảo là khi làm thì đừng nghĩ đến thất bại. Thằng Sắc thứ ba nó bảo khi làm đừng nghe ai cả, đừng nghe thằng nào cả. Bạn thấy thằng nào nói cũng đúng cả. Khi áp dụng vào cuộc sống của các bạn thì bạn thấy là đúng ở chỗ nào và sai ở chỗ nào hoặc không hợp lý chỗ nào. Không có cái thế mới bảo là đọc cả ngàn chương sách, cả vạn câu từ, chủ yếu là đi lừa người và tránh để người lừa thôi. Thế còn nếu mà cái vốn hiểu biết của mình không đúng thì nghe thằng nào nói cũng đúng cả. Tại vì nó nói ra mà nó cái bản thân nó mà thấy là nó kiểu nó phi lý thì nó nói ra làm gì? Nó phải thấy một cái sự logic nào đấy, hợp lý nào đấy nó mới nói. Nói nhưng mà mình mà có trí tuệ hoặc là mình đọc nhiều, mình nghe nhiều thì mình sẽ biết là tao thấy thế này, là mày nói như này là cũng đúng ở cái trường hợp này, không đúng ở trường hợp này. Còn thực tế là như thế này là cũng đóng góp rồi, chứ không nghĩ ra những cái to lớn hơn. Còn đôi khi là các bạn làm một cái gì đó thì các bạn chuyên môn, các bạn hiểu biết về nó thì các bạn mới nói được. Như đôi khi mình ví dụ mình không biết gì về nhôm nhất các thứ thì làm sao mình nói về cái chuyên mục của thằng chiến nhôm mới được. Nhưng mà nó này đéo biết gì về cây cảnh, nhưng mà nó này hay toan hớt chỗ đéo nào nó ghé mồm vào. Như ông gì của huấn luyện viên Liverpool ấy, ông được cái nào ông ấy thẳng luôn, tôi chỉ là huấn luyện viên về bóng đá thôi, các cái khác là tôi không biết cái gì, các ông đừng có hỏi tôi. Người ta thẳng thật luôn. Đây cái mẹ gì không biết gì về cây cối cũng ghé mõm vào, xong rồi phê phán, xong rồi định kích mình. Về sau phải xóa video đấy. Người theo dõi nó thì nhiều người thì mình có biết đâu, tự nhiên đây ông bạn nào ông ấy tang mình vào. Theo kiểu là chiến đi bác ấy. Thế mình nói cho đéo ra nói năng gì nữa. Mà mình có nói đến kia kiểu sâu cay như ấy đâu, toàn nói sự thật. Mẹ đến các ông ấy đang ở cái làng đào làng quất. Ông ấy đang làm đào làm quất luôn. Bản thân người ta còn đang làm đào làm quất luôn ấy. Nhưng mà thứ nhất là thu nhập người ta cuối cùng là vẫn không đáp ứng được. Chứ người ta mẹ đéo bao giờ người ta tự tay sản xuất, nhưng mà người ta không nghĩ đến cái vấn đề là đào quất mai nó là văn hóa truyền thống của dân tộc đâu. Nó chỉ là một cái sản phẩm phục vụ Tết thôi. Ta không trồng đào, ta không có cây đào thì ta dùng cây khác. Nhưng mà trong 3-4 thứ thì nói chung là đào quất mai bưởi hoặc là cái gì đấy thì nhiều ông thì ông vẫn bảo là phải có một cây, trong 3-4 thứ là nó phải có một cây, còn lựa chọn làm sao cho nó phù hợp. Còn bản thân tôi nói thật ra là cây cối đây cùng mấy anh em đẩy ấy, Tết tôi chỉ cần bảo là cho mượn cây này ra Tết rồi giả anh em chúng nó cho mượn ngay, nhưng mà chật nhà mình không yêu thích cây đến thế. Mà Tết mẹ cái thời gian Tết, mấy ngày Tết là giai đoạn sướng nhất. Cứ ở nhà một mình. Gọi được thằng Linh chưa?